Xin chào Story, mình là Hailey Tống. Và nếu như được chọn một nơi để về thì đó chính là ngôi nhà. Và đây cũng là một trong những nơi mà Hailey cảm thấy ấm êm nhất. Đó là một cái sự tình cờ. Khi mà mình đến chọn cái ngôi nhà này, khi mình vừa mới mở cửa ra thì mình có thể thấy được một cái khung cảnh của một cái thành phố mình đang sống. Và đặc biệt của cái ngôi nhà này nó hơi hướng Tây. Thì mình là một cô gái rất là yêu thích cái màu hoàng hôn. Cái cảm giác mà khi về nhà thì cái màu của cái căn phòng này nó đổi thành được rất là nhiều màu khác nhau. Nó tùy vào cái ánh sáng. Bởi vì mình xuất phát điểm thì mình có rất là nhiều vai trò khác, nên là mình rất là thích sắp xếp. Thông thường lúc mà mọi người hỏi mình là vậy thì làm sao để mà có thể sắp xếp mọi thứ công việc của mình một cách gọi là chỉnh chu nhất, và cái cách sắp xếp mà thông minh nhất đó là sắp xếp nhà. Và mình để ý nếu như cái ngôi nhà của mình đôi lúc nó bề bộn á, thì nó cũng phản ánh được cái công việc của mình nó sẽ không được gọn gàng. Tại vì mình tin rằng là mọi đồ vật của nó đều có một cái nơi chốn. Đối với mình, ngày Tết từ xưa giờ nó cho cái cảm giác nó là quây quần. Ngoài cái việc là mình quây quần với lại gia đình của mình, những người thân của mình, Tết nó cũng cho phép mình sắp xếp và quây quần với chính bản thân mình, với những cái ký ức mình đang có, làm mới bản thân mình nhiều hơn, và mình biết được là mình sẽ sẵn sàng là ai cho một cái tương lai mới. Cái màu chủ đạo của mình từ xưa khi mà mình ở rất nhiều ngôi nhà khác nhau đó luôn là cái màu gỗ. Với ánh sáng tự nhiên thì cái bức tranh này ánh cái màu vàng lên, nó sẽ làm cho cái góc này rất là ấm vàng. Và bình thường mình cũng hay ngồi làm việc ở đây á, mình sẽ cảm thấy được là có cái gì đó giống như một cái hơi ấm vậy đó. Còn cái bức tranh ở bên đây nếu như mọi người nhìn thấy á, thì nó là một bức tranh khá là hướng ánh xanh. Cái ánh sáng chiếu vào á, nó sẽ rực cái màu xanh lên. Thì mình cảm thấy được là đôi lúc nếu như mình không có cái thời gian để mà mình được đi về quê, hay là mình không có thời gian được đi đến những cái nơi nào mà có nhiều thiên nhiên, thì chính cái căn phòng này nó cho phép mình là cái ánh sáng đó nó gợi nhớ mình cái cảm giác, và cái cảm giác đó nó làm cho mình cảm thấy ấm êm. Mình lại chọn cái nơi này là cái nơi ấm nhất trong nhà, tại vì cái nơi này nó mang cái tinh thần cá nhân của Hailey rất là nhiều. Khi là một người khách thôi thì mọi người sẽ ngồi ở ngoài, nhưng mà những người nào thật sự rất là thân với Hailey, rất là thân thương ấy, thì mọi người sẽ vào cái phòng này để tương tác với nhau. Hailey vẫn còn nhớ là có những cái team khác nhau, khi mọi người vào đây và đến một cái thời điểm mọi người thân với nhau á, thì mọi người sẽ cùng jam với nhau những cái nhạc cụ khác nhau ở đây, dù là mọi người không biết chơi nhạc cụ
Nhưng mà Hailey cảm thấy được là chỉ cần có những cái đồ vật tương tác với nhau thì con người có thể kết nối với nhau ngoài cái việc là mình phải giao tiếp. Nếu như mà được chọn một nơi êm nhất trong nhà này thì chắc sẽ là cái góc, một cái góc trong phòng ngủ của Ellie. Thật ra đây là một cái căn phòng kỳ lạ bởi vì nó chỉ có hai luồng ánh sáng thôi. Cái phòng này Ellie không có để quá nhiều đồ vật, đồng nghĩa cái việc nó giống như một cái khoảng trống, cái white space khi mà mình làm thiết kế cũng giống như vậy. Ngay cả cái bức tranh này cũng thể hiện một cái ánh đèn và nó giống như là tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Mình cần phải suy niệm, mình cần phải nhìn thấu cái nội tâm của mình để mình tìm đâu là cái nơi sáng suốt nhất. Cái piano nó làm cho mình gợi nhớ được là cái không gian của mình hồi bé khi mình lớn lên á. Thì phần lớn là mình ở nhà rất là nhiều và mình cũng chỉ có một cái cây đàn thôi. Và ở cái thời điểm đó nó cho phép mình thổ lộ bằng những cái nốt nhạc. Nhiều khi mình cũng không có suy nghĩ gì hết, mình cứ chơi với những giai điệu thôi. Đây cũng là một cái piano cũ. Mình cảm thấy được là khi mình sử dụng lại một món đồ và mình có thể tiếp diện được cái món đồ đó, nó giống như cái circle of life vậy đó. Nó là một cái vòng tròn của một cái vòng đời. Và mình cảm thấy như là một cái thế hệ trẻ như mình, nó tiếp diện một cái vòng đời như vậy. Thì câu chuyện của con người hoặc là của nhân sinh nó cũng giống như thế. Một người bạn rất là thân với Hailey là anh Tim Phạm vẽ cái bức tranh mình đang mặc một cái áo dài. Và thời điểm này cũng là thời điểm mà mình có nhiều sự thay đổi nhất. Mỗi bức tranh mà có một cái người vẽ mình vào cái thời điểm đó, đặc biệt là một người bạn thân ấy, thì khi mình nhìn lại cái bức tranh đó, nó không phải chỉ thể hiện được là lúc đó mình như thế nào, mà mình biết được là một cái góc nhìn của một người bạn nhìn mình như thế nào. Và chính mình khi nhìn nó, mình cũng sẽ cảm nhận được là mình có một cái thanh xuân rất là hạnh phúc vì mình đã có những người thân như vậy ở bên cạnh. Đôi lúc đó mình hay ngồi cái góc này thì không phải chỉ nhìn ra bên ngoài để mình nhìn cái thành phố mình đang sống không, mà mình thấy là có những thứ rất gần với mình nhưng mà mình lại quên đi. Nó giống như là khi mình cảm thấy được là mình đã đi rất nhiều nơi trên thế giới, mình luôn luôn bận rộn để dịch chuyển, thì mình lại quên mất cái thời gian để chăm sóc bản thân mình, người thân của mình, những thứ gần của mình. Thì cái góc này cũng cho phép mình nhìn những cái gần hơn. Ví dụ như khi mình nhìn cái hoa này, cái điều mình thích nhất là cái hoa hồng bên kia nó đã héo, nhưng mà một bông hoa hồng ở bên đây mới, nó đang chớm nở lên. Thì nó giống như là những cái gì ở trong quá khứ nó đã thuộc ở quá khứ, và những gì ở hiện tại thì nó đang ở đây. Những cuốn sách mà Hailey thực sự yêu thích thì lại nằm trong cái phòng này, tại vì nó có một sự riêng tư. Bản thân Hailey là một người dịch chuyển rất là nhiều, và mỗi nơi có những cuốn sách nó vô tình, và cũng có những cuốn sách mình cố tình mình đi tìm. Nhưng mà bởi vì nó là những cái kỷ niệm, nó cũng là một cái gì đó nó đã ở trong thì quá khứ, cho nên khi ở đây thì mình lại luôn cảm thấy được là nó đang ở đây, nó không còn ở trong quá khứ nữa mà ở hiện tại với Hailey nhiều hơn. Thế nên là mỗi lúc mà Hailey cảm thấy buồn hay là cảm thấy cần phải nói ra một cái gì đó thì Hailey sẽ ở trong cái phòng này nhiều nhất để mà tương tác với lại cái kệ sách này. Object thứ 5 mà mình rất yêu thích trong căn nhà này đó là chính là cái căn phòng này mà mình được gọi là a blue, có nghĩa là căn phòng màu xanh. Bản thân mình từ bé đến lớn thì mình rất là thích màu xanh, xanh dương. Thì mình cảm thấy được là cái bầu trời, cái màu xanh này nó sẽ cho phép mình nó giống như là trải dài giữa cái cảm xúc mà của một cái biển rất là lớn, rất là rộng mênh mông, hay là một cái bầu trời rộng lớn dù là nó có rất nhiều đám mây ở nhỏ.
Thế nên là cái căn phòng này cũng cho phép mình làm những công việc tập trung nhiều hơn, sáng tạo nhiều hơn. Đó là lý do mà vì sao mình gọi phòng này là Into the Blue. Vào cái phòng này thì mọi người sẽ không biết được là mình lại có một cái góc rất là xanh ở đây, nó không quá đô thị, nó làm cho mình cảm thấy được là đôi khi con người của mình càng kiểu mỗi ngày càng quá nhanh á, mọi thứ nó đô thị hóa, mình mất đi cái sự kết nối cơ bản của mình với thiên nhiên, thì cái góc này nó làm cho mình cảm thấy rất là dễ chịu, nó không còn những cái căn nhà cao tầng mà nó lại vừa có một cái con sông rất là đặc biệt ở đây. Mọi cái hàng hóa vận chuyển nó như thế nào, nên là những cái đời sống ở đây nhìn nó rất là đơn thuần. Nó làm cho mình cảm thấy được là đến cuối cùng con người cũng sẽ phải đặt ra một câu hỏi là bao nhiêu là đủ. Và trong cái đủ này nó cũng giống như là cái tinh thần Tết của mình vậy đó. Đôi khi Tết nó không phải là một cái gì đó nó quá xa hoa, nó không cần một cái gì đó quá nhiều. Tết nó đôi khi nó chỉ cần những cái mình đã có đủ rồi, và nó quay quần lại và làm cho mình cảm thấy nó thân thương, và làm cho mình cảm thấy trân trọng nó hơn, bởi vì nó đã luôn ở đó.